Côn Đảo không chỉ nổi tiếng bởi những bãi biển đẹp hoang sơ, đặc sản Côn Đảo cũng là thứ hấp dẫn rất nhiều du khách sành ăn uống. Đặc sản nơi đây vừa lạ vừa quý hiếm, ngon ngất ngây mà lại giàu dinh dưỡng khiến du khách không thể bỏ qua mỗi lần đến đây. Có thể dễ dàng tìm thấy những đặc sản có giá trị tại Côn Đảo như tôm hùm đỏ có giá từ 800 đến 1,2 triệu đồng một kg. Cùng với tôm hùm đỏ thì sá sùng cũng là một loại đặc sản vô cùng khác biệt tại hòn đảo xinh đẹp này. Ở Côn Đảo còn có cua mặt trăng thịt chắc và ngọt có giá vào khoảng 250 đến 300 nghìn đồng một kg. Ốc ngọt ở Côn Đảo cũng là món ẩm thực được nhiều du khách lựa chọn với giá khá rẻ, khoảng 25 nghìn đồng một kg. Ngoài ra thì ốc vú nàng là một đặc sản biển quý hiếm của Côn Đảo, có kích thước to gần bằng bàn tay. Ốc vú nàng đều thơm ngon khi được luộc, nướng hoặc làm các món trộn làm gỏi. Ốc tai tượng Côn Đảo với kích thước và trọng lượng lớn có thể lên tới 10 kg một con. Khi được nấu chín thì thịt ốc tai tượng rất giòn và thơm, khi nhai tạo ra tiếng sật sật. Đến với Côn Đảo thì du khách khó lòng bỏ qua mực một nắng. Món mực một nắng Côn Đảo sử dụng nguyên chất 100% và được đánh bắt chế biến ngay trong ngày để giữ được độ tươi ngon nhất. Món hải sản khá độc đáo ở Côn Đảo còn phải kể đến là cá mú đỏ, là loại cá lớn trọng lượng từ 10 đến 30 kg một con. Nhưng thông thường ở Côn Đảo, du khách chỉ được thưởng thức những con dưới 5 kg, do loài cá này rất hiếm và đánh bắt khó. Cùng với đó thì ốc bàn tay là loại ốc to. Bên ngoài vỏ ốc có những ngón tay vươn ra, thịt ốc bàn tay rất giòn và thơm. Thịt ốc để chế biến thành các món ăn như ốc bàn tay nướng, xào trộn gỏi hoặc băm nhỏ với thịt lợn rồi hấp lên cũng rất hấp dẫn.